Chiều qua 13 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của triều cường, nhiều tuyến đường ven kênh rạch bị nước tràn bờ. Dù chưa phải đợt triều cao nhất nhưng cũng gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, nước bắt đầu tràn bờ từ khoảng 17 giờ 30. Khu vực ảnh hưởng sớm nhất là đoạn đường phía dưới chân cầu Tân Thuận. Tại đây nước từ kênh tẻ tràn vào gây ngập khoảng 10 đến 20 cm, một số điểm trũng nước ngập sâu hơn. Người dân tại đây cho biết việc ngập nước diễn ra đã nhiều năm nay. Hàng năm cứ tới tháng 8 âm lịch trở về Tết, thành phố Hồ Chí Minh lại chịu ảnh hưởng của triều cường. Đỉnh triều mỗi năm rơi vào khoảng tháng 9, 10 và năm sau đều cao hơn năm trước.